nhà đất chợ Củ Chi. Kính chào bà con cô bác anh chị gần xa. Thì hôm nay là mình có mặt ở ấp Trung Viết thuộc về xã Phước Hiệp để giới thiệu bà con anh chị là một mảnh đất ha. Bên tay trái sẽ đổ qua tay mặt là 6m, cái hậu là 44, diện tích là 264m, pháp lý sổ hồng riêng, đất ở là 240m ha. Đất là ranh rắp rõ ràng, đất là tuyến đường đá xanh nha bà con anh chị. Lô này là hướng Tây ha, đường xá là thông thương. Thì cái lô này là chủ mong muốn bán là 1 tỷ 650, đã còn bớt ha. Anh chị có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ, chị mà nghe cái giá phù hợp thì xem hết video. Mình cảm ơn anh chị rất nhiều. Anh chị mà nghe cái giá không phù hợp, không vừa mắt, không bưng bụng thì xem cho vui nha anh chị. Một cái lô đất bỏ tới nhà hàng xóm ha, khu vực thì mã mộ không có ở đây, đất rành rắp rõ ràng. Bên đây là bỏ một cái lô đất tới đám trúc nhà hàng xóm ha, ngay lô đất này đã cách đường Nguyễn Thị Rành 300-400m, cách ngõ 3 Phước Hiệp, ủy ban Phước Hiệp, thì bán kính là 3 cây, và cách bệnh viện đa khoa Củ Chi, cầu Phật Củ Chi là khoảng 2 cây rưỡi ha. Ở đây cách trường công nông, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2 ra đó thì khoảng 1 cây đổ lại anh chị. Ở đây anh chị mình về tới như là cổng chào Tây Ninh mắc là 8-9 cây, ở đây anh chị về tới bến xe An Sương mắc tầm 23-24 cây vậy ạ. Ở đây cách tuyến đường tỉnh lộ 15 giao nhau ở từ Gân Quy đến lô đất này mắc là khoảng 11 cây ha. Đất rất là đẹp nha. Lô này là chức năng khu dân cư nha bà con anh chị. Quay lại lô đất để anh chị khảo sát lại ha. Lô này là phù hợp cho cái nhất là anh chị mình mua để làm của hoặc là mua để kinh doanh đồ ok ha. Ở trước mình xin giấy phép mình xây căn nhà, ở sau chăn nuôi trồng trọt rồi nha bà con anh chị. Lô này là ở xã Tân Phú Trung là quá mắc ha, cỡ tầm 2 tỷ mấy á. Đây, từ bên tay trái sẽ đổ tay mặt là 6m, hậu 44, pháp lý sổ hồng riêng ha, đất ở là 240m, còn lại đất trồng cây hàng năm khác. Lô này anh chị mình mua mà kinh doanh đồ mình thấy cũng ok, đường xá thông thương. Đường này á hiện trạng là đang chảy đá, đang nâng cấp đường, một là B2 và nhựa, hướng này là thông ra đường Nguyễn Thị Rành, ra đường Bùi Thị Điệp về xã Nhân Đức nha anh chị. Đường này hiện trạng 5m nè. Xe hai là di chuyển đến lô đất ha. Đây. Lô này thuộc là ấp Trung Phiết, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hướng Tây, bên đây đường là mảnh đất tới rừng cao su nha bà con anh chị. Hướng này là ra đường Nguyễn Thị Rành dân cư nè. Đây. Anh chị nào mà có nhà đất có nhu cầu ký gửi thì ký gửi Zalo ha. Suốt thời gian qua anh chị mình đồng hành ủng hộ đăng ký kênh nhà đất chợ Củ Chi giá rẻ, mình cảm ơn anh chị rất nhiều. Anh chị nào để biết thêm chi tiết về lô đất này thì kết Zalo mình sẽ tư vấn cặn kẽ, hoặc là gửi sổ sách để anh chị tham khảo, mà tham khảo thấy vừa mắt ưng bụng thì lên xem cụ thể chi tiết nha anh chị. Đến đây mình khép lại video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con anh chị đã quan tâm theo dõi clip kế tiếp.